Chào mừng quý vị khán giả đã đến với kênh Fanstar. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Fan thích thú phát hiện chi tiết đặc biệt về trang phục của Lisa Blackpink trong teaser La Lisa. Kỷ nguyên của Lisa sắp mở ra, cộng đồng fan trên thế giới sắp chào đón siêu phẩm solo đầu tay của em út Blackpink. Đặc biệt, trang phục của nữ idol người Thái diện trong các teaser cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Blackpink Lisa lan tỏa sức hút đến hàng chục triệu fan hâm mộ khi cô nàng sẽ tung ra ca khúc solo đầu tiên trong sự nghiệp của mình vào ngày 10 tháng 9 tới. Điều đáng chú ý là trong Halin teaser, trang phục mà nàng búp bê xứ Thái mặc gây chú ý hơn cả khi toàn đến từ các thương hiệu nổi tiếng. Nhà mốt Thierry Mugler vốn nổi tiếng với loạt trang phục kỳ dị và kén dáng người mặc, không phải ai cũng có thể khoác trên mình được. Thế nhưng với hình thể chuẩn đẹp như model cùng gương mặt xinh đẹp của Lisa thì cô nàng dễ dàng chinh phục được. Ekip stylist của Lisa đã mua rất nhiều chiếc khăn turban bandana để may thành áo và quần trông vô cùng chất. Trang phục mà nàng búp bê Thái mặc đúng kiểu có một không hai. Tối qua, liên teaser thứ hai được tung ra, fan lại choáng ngợp trước visual bụi bặm khuôn ngầu của cô với mái tóc búp bê đen dài cùng set đồ không thể chê vào đâu được. Được biết, kiểu quần mà Lisa mặc nằm trong bộ sưu tập của nam giới đến từ nhà mốt Celine. Thế là ngay cả đồ của đàn ông cũng chả hề làm khó nữ idol K-pop. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.